Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Hoàng Trường trở lại với tất cả quý khán giả. Ngày hôm qua chúng tôi cũng đoan tin một bản tin rất là quan trọng liên quan đến khoa học. Mình tưởng là khoa học giả tưởng, viễn tưởng. Nhưng mà thực sự thì từ thập niên 1950 tới giờ phút này, quý vị tưởng tượng thế giới, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Đức, châu Âu, nói chung là những quốc gia mà họ muốn nghiên cứu về nguyên tử đó, họ đều đi tìm kiếm một cái năng lượng có thể sử dụng vào vấn đề quân sự và dân sự. Mà may mắn là Hoa Kỳ, quốc gia sản xuất bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima, Nagasaki của Nhật đó thưa quý vị, kết thúc Thế chiến thứ hai đó. Thì nhờ đó và từ thời gian đó cho đến giờ phút này, các nhà khoa học của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi tìm, nghiên cứu làm thế nào để có thể tạo ra một cái nguồn năng lượng lâu dài mà có thể giữ cho cái quả đất này sạch. Cái đó mới là vấn đề. Bởi vì càng ngày nếu mà chúng ta tiếp tục sử dụng năng lượng từ dầu hỏa đó, tức là năng lượng hóa thạch đó, thứ nhất đó, trong tương lai 100 năm nữa, nói chung 1.000 năm nữa, cái gì ở dưới đấy mà mình cứ bơm lên hoài thì cuối cùng cũng cạn, không còn một nguồn năng lượng nào khác. Lẽ đương nhiên là mình có thể dựa vào năng lượng mặt trời, những tấm bảng năng lượng vân vân, rồi năng lượng nhiệt từ lòng đất. Nhưng mà vẫn phải nghiên cứu làm thế nào để tạo được cái nguồn năng lượng này một cách tốn kém. Thế thì có năng lượng nào có thể thay thế tất cả mà vẫn giữ được quả đất này sạch, thì đó là năng lượng gọi là nuclear fusion, thưa quý vị. Và nếu quý vị nhìn lên mặt trời đó, thì cả bao nhiêu tỷ năm nay rồi mặt trời vẫn phát ánh sáng như thường. Thì mặt trời là một nguồn năng lượng có thể nói rằng gần như vĩnh viễn. Lẽ đương nhiên nó nguội dần, nhưng mà bao nhiêu tỷ năm nữa. Thì các nhà khoa học họ mới nghiên cứu. Và mới đây, hôm nay là ngay bây giờ, thì Bộ Năng lượng Hoa Kỳ chính thức thông báo về cái kết quả nghiên cứu mà đã khởi sự từ năm 1950 sau Thế chiến thứ hai tới giờ phút này. Chưa ai thành đạt được. Nhưng mà thưa quý vị, ở Mỹ này họ nhờ có cái lò phản ứng nghiên cứu trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đó. Thì chính nhờ cái nhà máy này đã giúp. Họ bắn hai cái tia laser vào với nhau, bắn vào một cái chất liệu họ gọi là tạo được cái sự đốt hạt nhân. Và qua đó, cái nguồn năng lượng của cái tia laser này thì ít, nhưng mà cái năng lượng nó phát ra từ cái tiếng nổ đó nhiều hơn. Đó là câu hỏi đặt ra mấy chục năm nay. Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng ít năng lượng mà tạo ra được nguồn năng lượng lớn hơn? Đó là câu hỏi đã được tạo ra mà không ai có thể làm được. Ngày hôm nay họ làm được điều đó. Thế nhưng chờ cho đến khi mà có được cái nhà máy sản xuất cái nguồn năng lượng này chắc phải lâu lắm. Họ không biết được, nhiều khi 50 năm, 100 năm nữa. Nhưng mà ít nhất chính phủ Hoa Kỳ
các nhà khoa học ngày hôm nay đã có câu trả lời và họ làm được điều đó. Và đó là nuclear fusion. Cho nên thưa quý vị, đây là một bước đột phá không khác gì mà Edison bật được cái ngọn đèn cho nó sáng vậy. À, tức là đó là cái phát minh mà cả nhân loại hưởng được từ cái cây đèn cầy mà bây giờ nó thành một cái bóng đèn nhờ điện. Thì họ nói rằng cái chuyện mà phát triển fusion này trong tương lai sẽ tiếp tục. Họ nói còn nhiều cuộc nghiên cứu nữa, nhưng mà nhanh chóng thì chưa. Nhưng mà ít nhất họ trả lời được câu hỏi khoa học chưa có ai trả lời được. À, thưa quý vị, mới đây thì một ông này ông giữ chức là president của một cái ủy ban của một học khu ở tại Los Angeles đã phải từ chức sau khi mà bị phụ huynh phát hiện là trả tiền cho một cái ban nhạc của trường trung học đó, High School Choir, đến chơi ở một cái private party ở nhà của ông, mà ở đó các em bị những cái tên đàn ông lớn tuổi đó gạ gẫm, rồi có tên còn giống như là dụ trả tiền cho các em để quan hệ tình dục nữa. Thì ông này ông tên là Steven Lanusa thưa quý vị, president của một cái ủy ban thuộc học khu Claremont. Thì ông này cái ủy ban này đó nói chung là coi hai trường trung học, một trường middle school và 6 trường tiểu học ở tại khu vực Los Angeles, nghĩa là rất là lớn. Thì bây giờ đơn tố cáo của phụ huynh cho thấy là họ có những cái đoạn video cũng như là những cái hình ảnh mà các em nó quay lại đó, là vào ngày 3 tháng 12 ông này ổng tổ chức tiệc ở tư gia. Thì không có gì đáng nói nếu như mà ổng kêu ổng không kêu tất cả những em ở trong một cái ban nhạc của trường trung học, thì đương nhiên tất cả các em đều dưới 18 tuổi hết, nam nữ đều có đến hát cho cái bữa party này của ổng. Thì theo các em kể đó là khi mà đến, nghĩa là không có hát liền mà chờ cho mấy cái tiết mục gì đó của ổng, ổng cũng thuê về đến trình diễn xong rồi mới đến các em. Mà thật sự ra đó, nhìn hình ảnh cho thấy là những cái người đến đây đó ăn mặc rất là hở hang, không có giống như là phù hợp cho những đứa nhỏ dưới độ tuổi mà 15-16 đến. Thì những cái trình diễn mà các em phải chờ đó lại gần như là thoát y hết rồi. Các em đứng đó mà những cái người khách ở đó đó còn kêu các em là uống rượu đi nữa trong khi chờ, là một cái điều đã là phạm pháp rồi. Rồi sau khi mà các em trình diễn xong đó thì những người đàn ông già già ở đó đến mời rượu các em. Rồi có một vài em gái bị những cái tên này đó đứng dụ, kêu là sẽ trả tiền mấy trăm đồng nếu như mà các em gái này chịu quan hệ tình dục với những cái tên đàn ông này. Thì sau khi các em này đi về đó, mới kể cho cha mẹ phụ huynh nghe, thì tất cả cha mẹ của những em tham dự cái bữa đó đồng loạt gửi đơn khiếu nại lên học khu, cũng như là một vài phụ huynh đã đi đến sở cảnh sát báo cảnh sát là các em bị giống như gọi là gạ gẫm tình dục khi mà dưới 16 tuổi. Thì phía cảnh sát chưa cho biết là họ có chính thức truy tố ông này hay không, nhưng mà dưới sức ép của học khu cũng như là ủy ban, tất cả những thành viên trong cái ủy ban học khu đó không có ai đến tham dự cái buổi tiệc này của ông ta cả. Có thể nói là khách này chắc bạn bè ở ngoài học khu hoặc là gia đình vân vân, nhưng mà lại có những cái hành vi vô cùng phản cảm và bất hợp pháp với trẻ nhỏ. Thì đến sáng ngày hôm nay, ông này đã chính thức đưa đơn từ chức, bởi vì phụ huynh nói rằng nếu như mà ông ta không từ chức, phụ huynh sẽ chuyển trường, không cho các em học ở cái học khu này nữa. Tôi tiếp tục với phần chi tiết liên quan đến một cuộc thăm dò mới nhất nhắm vào liệu rằng các thành viên cử tri của Đảng Cộng Hòa tiếp tục hỗ trợ ông Trump hay không, hay là họ sẽ tìm kiếm một người khác. Thì đây là tin tức mới nhất được ghi nhận ngày hôm nay từ USA Today, mới được công bố vào sáng ngày hôm nay sau một cuộc thăm dò. Sự hỗ trợ của Đảng Cộng Hòa đối với nỗ lực của ông Trump ra tranh cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 falls, rớt, và do những cái ảnh hưởng liên quan đến tầm ảnh hưởng chính trị cũng như là vấn đề mà đương đầu với luật pháp hiện nay. Cử tri không thấy
ông có khả năng chiến thắng nữa. Và cái số liệu hiện nay đó, chỉ có 31% cử tri Đảng Cộng Hòa muốn ông ra tranh cử mà thôi. Và điều này để cho thấy được đó là đến cái ngày mà bầu cử sơ bộ, tức là đảng đề cử một ứng viên và các thành viên của đảng bỏ phiếu để chọn cái ứng viên chính thức đại diện cho đảng, xem ra cái cơ may để ông Trump lãnh đạo đã thất bại hiện nay. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau bản quảng cáo.